Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngồi vô show nước là chỉ có bro mới làm thật thôi, hiểu không? Nhìn anh này, đạo nhìn anh này nhà đạo đâu, đạo đâu? Này á, đạo nhìn anh nha, anh làm lần hơi này, mấy bạn coi mình làm này. Ấy. Trời ơi! Cái gì vậy? Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Yo. Mọi người ơi, mọi người nhìn kia, từ phía đằng xa chúng ta đang thấy một anh Luffy. Trời ơi anh ơi, em là fan hâm mộ của anh. Hello, Watashiwa Luffy Det. Thôi nói tiếng Nhật luôn bạn ơi, xịn dữ. Trời anh này là Luffy real rồi bạn ơi, chắc chắn là Luffy real rồi. Để mình giết ảnh, mình giết ảnh lấy trái quỷ. Này. Không chết kìa. Không chết kìa. Đây là Luffy mà, coi nè. Mày sẽ cái tình mắn. Mày sẽ cái tình mắn. Rồi xong rồi, thôi mệt các bạn ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Không Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay mình đang có trong quê sinh tồn cùng với lại là bạn gì ta, bạn Đạo nè, cùng với bạn Hùng nè và anh Siro mọi người ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cái world sinh tồn của chúng ta nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm gì nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây máy farm sắt nha. Ok. Và các bạn biết tại sao không? Là bởi vì á, hiện tại á là mình đang nuôi rất là nhiều dân làng trong đây. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây. Đó, thấy không? Mình đang nuôi rất là nhiều dân làng trong đây luôn. Và thật sự là bây giờ trong đây hiện tại đang có hơn 20 con dân làng bạn ơi. Bọn nó ồn ào quá, để mình ra ngoài đây cho nó mình cho nó đỡ ồn, cho nó ồn quá. Ở đâu 20.000 con dân làng. Ở đâu ra 20.000 ông nội? Đấy, thì ở bên đây các bạn đã thấy là anh Siro đang xây một cái cây cổ thụ mọi người ạ. Đấy, một cây cổ thụ anh Siro đang xây cho nó đẹp đấy. Và cái world sinh tồn này bọn mình sẽ xây rất nhiều thứ ở trong đây. Đấy, và quên, mà mình còn hai ông nô lệ nữa, hai ông nô lệ rồi. Đây, các bạn đang thấy ở bên dưới là hai ông nô lệ của mình là nô lệ Đạo và nô lệ Hùng mọi người ạ. Đấy. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo máy farm sắt từ gọi là mấy cái con dân làng nha các bạn nha. Và chắc chắn rằng là những bạn nào mà đã chơi sinh tồn VIP Pro rồi thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết cách làm máy farm sắt rồi đúng không? Đấy. Và hôm nay Phong sẽ làm máy farm sắt và sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cách làm máy farm sắt có thể làm theo Phong nha. Ok. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu làm máy farm sắt thế nào. Let's go. Hai nô lệ đang đánh nhau kìa các bạn. Đấy, nô lệ suốt ngày đánh nhau thôi. Bởi vậy cho nên không thể nào mà giàu được như mình và anh Siro, chỉ có thể làm nô lệ suốt đời thôi. Ok, chúng ta cùng nhau xây máy farm sắt nào. Ok bạn ơi, thì đầu tiên để có thể xây được cái máy farm sắt này của chúng ta thì trước tiên thì mình cần phải có những cái xe lăn để đẩy mấy con dân làng vào trong cái máy farm mọi người ạ. À quên, xe đẩy, à không, xe gì người ta gọi là xe tàu chạy gì đó. Ừ, tôi xe mỏ, xe mỏ. Ok, nhầm xe lăn không nội. Tại vì mình có mấy con dân làng á, mình phải đẩy nó đi các bạn ạ. Ok, thì ở đây mình có một ít cầu thang tre nè. Đấy. Rồi ok các bạn ơi, thì mình vừa mới chuẩn bị xong tất cả đồ hết rồi nè. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào trong đây. Và vâng, mấy bạn thấy không, chỗ này chính là chỗ để cho gọi là Hùng nô lệ với lại là Đạo nô lệ vào đây để kiếm người yêu mọi người ạ. Đây, đây chính là người yêu của Đạo với lại Hùng mọi người ạ. Đấy, Hùng thích em nào chọn một em đi. Mấy em dân làng trong đây em nào cũng xinh hết. Đấy, không phải không xinh nữa, chọn nào vậy? Em nào cũng xinh thế này thì biết chọn em nào. Em này Hùng chọn, em này Hùng chọn, em này nhá. Đó, chọn em nào. Ui, em này cơ bắp, em này cơ bắp. Em này cơ bắp ạ. Ok. Rồi. Ui, nó đánh kìa, nó đánh ngu. Quýnh nó chi. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi là bắt đầu chọn những con dân làng để làm máy farm sắt nha các bạn nha. Thì mình có chuẩn bị rất là nhiều xe mỏ ở đây, thì mình sẽ bỏ mấy con dân làng vào trong xe mỏ nha. Thì mỗi cái máy farm sắt á thì mình sẽ dùng khoảng 6 con dân làng và mình sẽ chế tạo hai máy thì chắc là cần khoảng 12 con dân làng nha các bạn. Ok. Ui, có một con dân làng con đồ nó gì ta? Nó tẩu thoát. Phải thôi. Vô trong em. Ai cho em tẩu thoát? Uầy. Uầy, thằng nhóc này. Mấy bạn ơi, một thằng chết xin là rồi xong mình lỡ quýnh chính chúng dinh thằng dân làng các bạn ơi. Uầy em ơi, đứng lại em ơi. Chết rồi, một thằng nhóc đang tẩu thoát các bạn ạ. Hùng nó lại phụ cái Hùng nó lại, nó chạy rồi. Không thấy Hùng đang trên đỉnh cao. Đây Hùng tới đây, Phong nhìn lên trời nè, Phong nhìn lên trời nè. Yo. Cái thằng nhóc đứng nhìn Hùng luôn. Hùng. Phải rồi. Đứng im coi em.
cái em nhỏ này chạy kính nha. Đó, lọt xuống luôn, trốn thế nào được. Ok, mình lắp cái này lên để chặn lại. Ok, thật sự á bạn là có rất là nhiều những con dân làng nó đã trốn thoát rồi nha bạn nha. Cho nên á là thật sự là Phong rất là khó chịu luôn. Mặc dù là Phong đã lắp cái cửa lại rồi, nhưng mà bọn nó vẫn có thể trốn ra ngoài được. Thật sự không biết sao, ở đây mình cho bạn xem nè. Ở chỗ này là có một em dân làng bị nhốt dưới đây nè. Bởi vì em dân làng này trốn tẩu thoát ra ngoài, cho nên quyết định mình nhốt bên dưới đấy. Ok bạn ơi, để mình vào đây mình cho mấy em dân làng ăn bánh mì để mấy em ấy sinh sản nha bạn nha. Đấy, đấy ăn đây bánh mì này. Đấy, mình cứ cầm bánh mì mình chọi như thế này nè các bạn, là mấy em dân làng sẽ nhào vô lụm bánh mì, và sau đó mấy em dân làng sẽ chia bánh mì cho một nửa kia của mình, và một nửa kia sẽ được bánh mì và cảm thấy yêu thương bạn này hơn, quyết định gọi là người ta sinh sản rồi đó. Thấy không, hình trái tim nổi lên nè. Đấy bạn coi, là chuẩn bị là sẽ có một con dân làng con nữa bạn. Đấy, chờ chí tờ chí tí từ đâu, từ từ đây, dân làng con xuất hiện. Ủa sao lâu quá vậy? Rồi, à đây đây đây, thấy không, dân làng con xuất hiện nè bạn, thấy không? Đấy, rất là đơn giản thôi. Bạn nào mà chưa biết cách cho dân làng sinh sản á thì rất là dễ, chỉ cần chọi bánh mì cho nó là được. Ok, ăn bánh mì đi mấy cưng. Mình nghĩ rằng á là mình sẽ xây cái máy farm sắt này, mình sẽ xây nó nằm ở bên chỗ này các bạn ạ, cho dễ đi. Chỗ này là hợp lý nè, kế bên cái máy farm dân làng luôn, để cho gọi là nó gần dễ xây các bạn ơi. Ok, mà chúng nó bắt đầu xây nhá. Ok nha, thì đầu tiên là mình sẽ cần phải đặt block để xây cao lên phía trên mọi người ạ. Bởi vì á là những con người sắt các bạn, bọn nó sẽ xuất hiện khi mà nó có một cái mặt phẳng nào đó thì bọn nó sẽ xuất hiện. Mình nghĩ là nhiêu đây chắc là đủ rồi đó, cao lắm luôn rồi đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ trượt xuống dưới nha. Rồi, từ từ, có cái kiểu này hay hơn nè. Phải rồi các bạn ơi, mình mới vừa trượt ngu các bạn ạ, rơi trên nó xuống mà may mà bộ giáp mình xịn thôi, mình chết rồi đó. Trời ơi, phải rồi, chơi ngu thiệt chứ. À, ok. Xem tí là... thì không quay trở lại làm nô lệ giống Hùng. Xem tí nó mất kinh nghiệm ơi bạn ơi, mình mà nghèo, mình rơi xuống nha, thế nào Hùng cũng chạy lại lút đồ của mình bạn ạ. Hùng, Hùng này... Ok, sao lắm. Lại nghĩ Hùng là một vai xấu như vậy? Bây giờ mình sẽ lại, mình bắt mấy con dân làng bỏ lên xe mỏ nha bạn. Ok, đi thôi. Ok các bạn ơi, và sau một thời gian thì mình đã bắt được một số em dân làng và bỏ lên trên cái xe mỏ nè các bạn. Đấy, bây giờ mình nhốt tạm thời, nhốt nó trong đây nha, tại vì trời tối rồi, mình không cho bọn nó ra ngoài được, không thấy zombie sẽ cắn chết bọn nó mọi người ạ. À, ok, bây giờ mình sẽ leo trên đây, mình tiếp tục, mình xây tiếp công trình trên đây nha. Từ từ, lấy ít khoai lang ra ăn đã. Đấy, ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, thật là điều vô lý. Thì sau khi mà lên trên cao trên đây nè các bạn, thì tiếp theo nha, rất là đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần gọi là chọn cho mình một cái điểm ở giữa nè, mình sẽ chọn ở đây đúng không? Sau đó bạn sẽ xây ra 5 block, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ok qua đây nữa, 5, đấy, 1, 2, 4, 5. Rồi sau đó cách ra 1 ô, 2 ô, rồi 2 ô nữa, rồi 2 ô bên này nữa là 9 ô nha các bạn nha, 9 ô, số lẻ nha bạn. Sao anh? Đào bất chấp anh dùng cho nước nhảy từ trên nhảy xuống vừa chậm đất ao game luôn. Ôi trời ơi. Đạo dở, coi anh này, anh thể hiện cho đạo coi này, cái kỹ năng mà nhảy từ trên cao xuống này, gọi là ngồi vô sâu nước á là chỉ có pro mới làm thật thôi, hiểu không? Nhìn anh này, đạo nhìn anh này, nhảy đạo đâu, đạo đâu? Này á, đạo nhìn anh nhá, anh làm lần thôi này, mấy bạn coi mình làm này. Hỡi. Ôi ôi ôi, cấm đứa nào lụm đồ tôi nha, cấm đứa nào lụm đồ tôi nha nha, hai thằng nô lệ nhào vô hôi đồ nha. Trời ơi, sao lại lụm đồ được? Này này, hai vô lý. Mà nó chết đó mà. Chết. Không, em cố tình, em cố tình rơi mà, em cố tình té đấy. Thật ra là không té đâu, cố tình thôi. Đấy, hai thằng nô lệ nó vẫn tiếp tục gọi là đánh nhau tiếp mấy bạn ạ. À, ok, thì sau khi mấy bạn xây xong 9 block ở trên đây á, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái block bất kỳ nào đó các bạn muốn. Chẳng hạn ở đây mình có cái khối thạch anh tím nè, cái khối này khá là đẹp nè. Mình quyết định là sẽ cho mấy dân làng đứng ở trên đây nha. Mình sẽ đặt nó ra ngoài đây. Đấy là cái khối thạch anh tím là mình sẽ đặt ra ngoài đây nha. Ok các bạn ạ, à, do là không có giường ngủ cho nên Phong quyết định là Phong sẽ vào trong khách sạn 5 sao của mấy con dân làng. Phong lấy một số cái giường ngủ nha các bạn. Đấy, mình sẽ lấy khoảng 1 nè, 2 nè, 3 cái nè, 4, 5, 6, ok, tạm thời lấy trước 6 cái đi. Rồi, sắp tới anh đến anh trả lại cho mấy cưng nha. Ok, và tiếp theo nữa bạn, mình đã lấy mấy cái giường này nè. Thì các bạn sẽ dùng mấy cái giường để đặt ở ngoài đây nha. Đây, mình sẽ để mấy cái giường ở đây. Sau đó là mình sẽ để thêm hai cái giường ở hai bên nữa, để cho nó gọi là có chỗ cho con dân làng nó nằm nó ngủ nha bạn. Và mỗi buổi tối nó có thể ngủ ở đây nha. Và phải có giường ngủ với lại có cửa đâu kiểu á. Thì bình thường như vậy á, mình không biết ở trong phiên bản này nó như thế nào, nó có cần cửa với giường ngủ hay không để con Island Golem xuất hiện hay không. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ chuẩn bị cho nó chắc các bạn ạ. À, ok. Và
vãi nồi các bạn ơi. Ở ngoài đây đang có trời gọi là tuyết luôn rồi các bạn. Ok, và chỗ này nè các bạn, chúng ta sẽ để chúng ta những cái thùng ủ phân nha các bạn nha. Để làm gì các bạn biết không? Là để cho mấy con dân làng á, nó có thể gọi là có được công việc để mà nó làm nha các bạn nha. Nhìn vào nó sẽ đẹp hơn mọi người ạ. Đấy, nhìn vào nó sẽ đẹp hơn. Mà nó sẽ có được cái nón lá nó đội trên đầu các bạn ạ. Ok, rồi tiếp theo nữa mình sẽ lấy tiếp là cái khối thạch anh tím nè. Mình sẽ đặt ra ngoài đây. Mấy bạn biết tại sao mình chuẩn bị giường với cửa cho bọn nó không? Thật ra là cũng không cần thiết lắm đâu. Nhưng mà nếu như có giường với cửa thì bọn nó có thể sinh sản ra thêm. Mấy bạn chỉ cần chọi mì ra cho bọn nó, và càng nhiều dân làng thì người sắt sẽ càng xuất hiện nhiều hơn, sẽ dây càng có nhiều sắt hơn, cho nên các bạn cái này nó không có thừa nha các bạn. Ok. Đấy, mình sẽ đợi cửa ra ngoài đây. Không ạ. Sao anh? Nếu em không biết thì em có thể tạo nhiều bánh mì em quăng hết cho tụi nó. Tụi nó tích trữ trong người xong rồi em không cần quăng nữa, tức là cứ ok là tụi nó sẽ auto sinh sản à. Ok ok. Rồi. Tính ra mình đổ nước đây xong nước đóng băng luôn các bạn ơi. Trời ơi, trời cái gì vậy? Rồi ok, bây giờ là chỗ này là mình xây xong rồi nè. Mình sẽ đổ nước vào đây để xem coi nước có bị đóng băng nữa không nha các bạn nha. Rồi ok, nước không bị đóng băng nữa rồi. Rồi, chúng ta sẽ để nước ở trong đây nha các bạn nha. Rồi bây giờ ra ngoài đây dẫn mấy em dân làng rồi thôi. Khoan, mấy bạn sẽ xây một cái y hệt như cái này, tương tự nằm ở bên đây nha các bạn. Ok, để mình xây luôn cho xong. Ủa sao tự nhiên trong World Sinh Tồn có Doraemon xuất hiện vậy Doraemon? Sao Doraemon đội cái mũ xong nó che hết mắt à? Tháo mũ ra. À. 2000 years later. Hey, mấy bạn ơi, sau một thời gian xây dựng á bạn thì cái bộ giáp của Phong từ nãy giờ té quá trời quá đất, xong nó muốn gọi là hư luôn rồi các bạn ạ. Khổ ghê á. Bây giờ mình phải vào hôm nay mình gọi là làm gì đó, sửa lại bộ giáp mới của mình nè. Nhưng mà không biết sửa tốn nhiều tiền không đây. Nói chung mình sẽ lấy kim cương rồi đó mình sửa. À không, làm gì tốn tiền, ta tốn người ta là tốn kinh nghiệm. Ông đi nói nó tốn tiền phải nồi. Ok, mình sẽ lên trên đây để sửa lại bộ giáp nha bạn. Đấy, lên trên đây này. Rồi, bây giờ đầu tiên mình phải chế cho mình một cái bộ giáp mới luôn thì mình mới sửa được. Từ từ, mình sẽ tạm thời mình cất một ít đồ của mình vào trong rương ngay, người mình full đồ rồi. Ok, mình sẽ chế cho mình. Đầu tiên là mình sẽ chế mình cái nón trước nè, sửa cái nón nè. Đấy, sau đó là sửa lại cái áo này. Thật ra cái mấy cái bộ này nó cũng chưa hư lắm đâu, nhưng mà thôi mình cứ enchant xong mình sửa lại bạn ạ. Ok, để coi enchant được gì xịn không. Sải bước nè, sải bước dưới nước nè, cấp độ 3 nè. Ui, hay là bây giờ mình sẽ đi lấy thêm kinh nghiệm để mình nâng cấp, mình enchant đồ nó lên, xong mình sẽ ghép chung mấy cái đồ này, nhiều khi nó lại được đồ xịn hơn các bạn. Ok, hợp lý. Ở Doraemon ơi, mình gọi là từ nãy giờ mình gọi là chờ farm kinh nghiệm của mấy con nhện hơi mệt á. Bạn có thể nào lấy trong túi thần kỳ của bạn ra một ít bình kinh nghiệm cho mình được không? Được không bạn? Hay là để mình gọi là mình tự dùng rìu để mình móc cái túi của bạn ra. Ôi trời ơi. Quay. Doraemon. Quay. Bạn biết một vị hiền nhân đã từng nói là gì không? Hả? Gì? Không làm mà đòi có ăn. Không, không. Tính ra Doraemon mới là người không làm mà đòi có ăn á bạn. Mình với Siro say sắp mặt luôn. Doraemon từ nãy giờ chạy lâm nhâm chơi, xong tới cùng Doraemon quay qua nói mình câu đó. Thề luôn á, Doraemon mới là cái đồ là làm mà không, cái gì ta, không làm mà đòi có ăn á bạn. Hơi, mấy bạn ơi, hồi nãy mình đã quên mất mình không lấy cái xe lăn để mình lăn xuống rồi là chỗ của mấy con nhện, cho nên bây giờ mình quyết định là mình sẽ đi bộ nha các bạn nha. Đi bộ cho nó đỡ, cho nó nhanh, chứ quay lại làm cái xe lăn nó lâu lắm. À quên, xe mỏ, sao cái nhầm xe lăn hoài ta. Ê, skeleton. Mày vậy mày, ok. Rồi bây giờ mình nhảy xuống dưới nha. Ở bên dưới có nước cho nên yên tâm sẽ không chết được đâu. Yes. Thì ở đây mình đã vậy ta có để chuẩn bị farm kinh nghiệm á, cho nên là trong lúc mình xây dựng mình đã kêu đạo xuống ở đây, đứng ở đây để cho nhện spam ra giúp mình. Thì chắc bên dưới đây chắc cũng khá là nhiều các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giết bọn nó để lấy kinh nghiệm nha. Ok các bạn ơi, farm từ nãy giờ được 17 kinh nghiệm các bạn ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục để cho gọi là đạo ở đây để chờ mấy con này nó spam ra tiếp thì mình sẽ farm tiếp nha. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tiếp tục xây tiếp mấy farm sắt của mình vậy. Ok, đi thôi. À mấy bạn ơi, mình mới vừa thấy Kairon đã vào trò chơi các bạn ạ. Đây, để mình đi kiếm Kai, sau đó là mình sẽ gọi là xử lý Kai nha các bạn nha. Hình như là mấy bữa trước nghe nói là Hùng bị Kai ăn hiếp nhiều lắm đúng không Hùng? Trời ơi, trời ơi, nhìn nè, tao xây được đây nè Kai. Nhìn kìa. Gì anh? Nhìn kìa. Đù, ghê. Được không? Ghê, được. Tao bóc lột xếp lao động của Đại với Hùng. Ờ, có đảo gì không? Gì đâu, cái gì vậy đâu mày? Doraemon, ở đây. Doraemon, cầm, xử đi. Chết rồi, cái gì vậy đâu? Mình ra lỡ chia tay người ta mất rồi. Đây, bạn thấy là Kairon hiện tại đang bị Doraemon cầm kiếm đuổi theo. Ok bạn ạ, thì mình vừa mới xây xong gọi là hai cái hệ thống gọi là để có thể dẫn những gì vậy, có thể giữ những con dân làng ở trên bầu trời rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là sẽ di chuyển những con dân làng ở trong những cái xe mỏ nè bạn, đem nó lên trên kia nha. Đấy, ok.
Thì bây giờ để có thể đem bọn nó lên trên đó thì trước tiên mình cần phải làm một cái hệ thống gọi là nước để đẩy bọn nó lên trên bạn ơi. Bây giờ thì tiếp theo nha, mình sẽ gọi là xây cái hệ thống nha bạn. Thì cái hệ thống này á, chúng ta sẽ cần có một ít gọi là cát linh hồn mọi người ạ. Thì cát này á, nếu như bạn nào chơi Minecraft lâu thì chắc các bạn cũng biết là cái cát này có thể đẩy những con dân làng từ bên dưới này bay lên trên cao trên kia đấy, cho nên là mình sẽ sử dụng cát linh hồn nha. Mình sẽ đập cái này ra. Ok. Xong mình sẽ bỏ một cục cát linh hồn ở đây. Đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng những cái tre này các bạn, mình sẽ đặt lên trên thế này. Mình sẽ tạo cho nó thành một cái ống bằng tre nha các bạn nha, một cái ống bằng tre để cho nó dễ xây dựng. Ok. Ông ơi, nhìn cây hấp dẫn không? Hả sao anh? Nhìn cây hấp dẫn không? Ui, tính ra anh xây từ nãy giờ cái cây đẹp phết nha. Ok rồi, mình đã có rất là nhiều hàng rào tre ở đây các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là xây cái đường ống bằng hàng rào tre nha các bạn nha. Mình sẽ đặt nó lên như thế này nè để tạo thành một cái ống nha các bạn. Ok. Tiếp theo nữa, mình sẽ có những cái khối băng ở đây nè các bạn. Cái khối băng này là mình dùng cúp mềm mại để mình đào được ở bên gọi là núi tuyết ở bên kia kìa các bạn. Bên kia có một cái núi tuyết rất là to. Thì cái băng này á, khi chúng ta đặt ở đây, nó đập nó ra thì nó sẽ tạo thành cái dũng nước. Và khi dũng nước nó chạm vào cát linh hồn, nó sẽ đẩy chúng ta lên. Đấy. Đấy không? Cái cát linh hồn này nó sẽ đẩy chúng ta lên trên bạn ơi, và chúng ta sẽ xây theo cái đường ống như thế này. Rất là dễ thôi. Nói chung là rất là dễ luôn, các bạn có thể xây y hệt như mình. Dễ ẹt luôn á. À, em đang bị con nhện tấn công. Em đang bị con nhện tấn công ở trên đây nè rồi. No! Gì trời? Rồi tao đi hết kinh nghiệm. Trời ơi, kinh nghiệm từ nãy giờ mới được farm được 17 kinh nghiệm để sửa bộ giáp con nhện, đâu nó leo lên trên nó quýnh em. Vai mà lúc đó em đang xây dựng, em chưa kịp rút cây kiếm ra. Ê, đừng lại lượm kinh nghiệm em, đừng lại cầm kinh nghiệm đi đó đó. Kinh nghiệm của em à. Xem tí nó bay vào người anh ạ. Xem tí nó bay vào người anh ạ. No, 17 kinh nghiệm, bây giờ còn 7 kinh nghiệm anh ạ. Nhưng mà em nhìn thấy cái cây bí môn không? Thôi anh, giờ em chẳng quan tâm tới cái cây của anh đâu. Em giờ em chỉ rồi bị nhờ anh đánh em cây quá nè. Ok bạn ơi, thì mình vừa mới xây xong gọi là cái hệ thống nước nè bạn. Thì chỉ mới là xây xong hệ thống nước đưa lên trên thôi nha. Thì bây giờ á bạn, con dân làng á, sau khi mà được đưa vào trong đây nè thì sẽ bị đẩy lên trên. Đấy. Lên cực kỳ nhanh, y hệt cái thang máy luôn bạn ơi. Và lên trên đây nha. À, con nhờ anh nãy kìa. Ui, ui, con nhện. Ai, con nhện nó quýnh mình. Ai, mày ơi, con nhện. Rồi, rơi xuống dưới đi con. Ui, nó rớt vào hồ nước kìa. Vai, con nhện này. Mình không thể nào tha thứ cho nó được các bạn ơi. Nó đã làm mất, mình mất kinh nghiệm rồi. Mình phôi xuống xử nó. Con nhện mất dạy. Mày. Mày hả nhện. Ok. Cây thiệt chứ. Tiện bị nhện giết chết rồi ạ. Cây thật. Ok, mình sẽ xây tiếp tiếp cái hệ thống nước tiếp nha. Ok các bạn ơi, và cuối cùng thì Phong cũng đã xây dựng xong cái hệ thống ống nước kìa các bạn ạ. Thì bây giờ Phong sẽ test thử cái hệ thống này để xem coi nó như thế nào nha các bạn nha. Để coi nó có sử dụng được không nha các bạn. Đầu tiên á thì Phong sẽ dẫn con dân làng nè. Phong để ví dụ giờ Phong là con dân làng đi nha. Phong sẽ chui trong đây. Nước sẽ đẩy Phong lên. Đó. Và sau khi lên trên đây, nó sẽ có thêm một cái hệ thống nước nữa. Và nó sẽ đẩy Phong từ 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 vào đây. Sau đó đi qua đây và Phong sẽ rơi vào trong đây. Đấy. Và chỗ này sẽ là chỗ để dẫn con dân làng sống ở trong đây nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau dẫn dân làng ra ngoài thế nào. Let's go, let's go. Rồi ok, xây xong cái đường ray nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn mấy con dân làng ra ngoài nha. Để mình chui ở đây nè. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đẩy mấy cái xe của mấy con dân làng. Đây mấy dân làng ngồi trong xe mình sẽ đẩy nó ra ngoài. Ra ngoài nhanh lên. Ok, một con. Đi ra. Nhanh. Ok. Hey, tính ra đến tận bây giờ mình vẫn chưa thể nào phân biệt được con dân làng nào ở trong Minecraft là con nào là con nữ, con nào là con nam các bạn ạ. Ok. Đập cái xe nè. Và con dân làng nó sẽ hey. Dân làng tẩu thoát. Dân làng tẩu thoát rồi. No. Ủa sao dân làng ấy nó chui ra ngoài được ta? Gì kỳ vậy? Quay. Để tránh trường hợp dân làng tẩu thoát thì mình sẽ lắp nó lại đằng sau như thế này các bạn ơi. Chết rồi, cái tre này là con dân làng nó có thể đi xuyên qua được các bạn ạ. Mình tưởng là dân làng nó không đi xuyên qua được cái tre này. Ok, mình sẽ chui vô trong nè. Đập cái này ra. Và con dân làng. Mình sẽ bơi cùng dân làng. Wow, dân làng đang bơi theo mình. No. Ôi, cái chân té dân làng, cái chân té. Ôi. Xém nữa con dân làng của mình nó rơi ra ngoài nó té bạn ơi. Nó mà té xuống dưới cái là nó chết chắc luôn các bạn. Ok. Yes, một em dân làng đã được vào trong. Wow, và nó đội cái mũ rơm lên nè các bạn. Đấy. Đội mũ rơm lên nè, đấy ok. Nó biến thành Luffy. Dân làng nó trở thành Luffy. Rồi thì các bạn ơi, ở đây nè bạn, mình đã gọi là dẫn được gọi là mấy con dân làng lên trên đây nè bạn ạ. Đây ở bên đây là 3 con dân làng, bên đây là 3 con dân làng. Đấy, tổng cộng là 6 con cho một cái máy farm nha mọi người nha. Ok, và tiếp theo nữa bạn biết chúng ta sẽ làm gì không? Thì ở đây nè, hồi nãy mình đã kêu bạn canh chia ra là 9 ô đúng không? Thì đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái ô thứ 5 mọi người ạ. Đây.
ô thứ năm nha, 1, 2, 3, 4, 5. Đây ô thứ năm là ô này đúng không? Đây bạn sẽ đánh dấu lại ô này. Rồi ok, thì cái ô này nè các bạn, mấy bạn cần phải đặt một cái con zombie vào trong đây để cho mấy con dân làng nhìn thấy được con zombie thì tự động nó sẽ triệu hồi được con island golem mọi người ạ. Ok, thì trước tiên thì mình cần phải xây như thế này nè bạn, mình cần phải đặt lên trên cao một tí, bạn biết chi không, là để cho con island golem nó sẽ xuất hiện trên đây đấy. Bây giờ mình sẽ đặt ở trên đây nha. Đầu tiên là mình sẽ đặt cho mình cái block màu đen này đi. Đây block màu đen này là cái block sân để cho con island golem xuất hiện mọi người ạ. Đấy, chúng ta sân xây ra 5x5 luôn nha mọi người. 5x5 đi, ok, 5x5 này, ô 5 ô nè. 1, 2, 3, 4, 5, ủa cái này là 6 ô luôn rồi. Cái này là 6 ô luôn rồi, đập đập ô cuối này đi, ok. Rồi, xây ra tiếp, 1, 2, đấy ok bên đây nữa. 1, 2 là 5x5, ok, xây ra. Rồi ok bạn ơi, tiếp theo nữa nha là chúng ta sẽ gọi là đặt chúng ta một cái hàng rào ngoài đây như thế này. Đấy, để làm gì bạn biết không, là để gọi là chặn lại gì ta, nước để có thể gọi là đẩy con island golem xuống dưới mọi người ạ. Đây mình sẽ đặt như thế này, để bạn cứ nhìn theo mình mà các bạn xây nha. Nói chung là cái này cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần nhìn theo mình các bạn xây thôi là các bạn sẽ tự động xây được à. Rất là dễ dàng để có thể làm được mấy farm sắt luôn. Ok, đặt này đi. Sở đầu đập hai lớp này đi. Hay, tính ra bạn là tôi xây dựng mà tôi quên đem đồ hoài à. Ok, tiếp theo nha, chúng ta sẽ đợi mấy cái cửa vào trong đây như thế này nè bạn ơi. Đó, xem sẽ mở cửa ra như thế này. Đấy, ok. Và mình có đem chúng ta và lóc nước nè. Chúng ta sẽ đập cái lóc này ra thì nó sẽ chảy nước ra ngoài nè, đó thấy không? Đấy, lóc này lóc băng nha các bạn. Ok. Và mấy con island golem khi mà nó xuất hiện trên đây nó sẽ bị nước đẩy ra ngoài đây và sau đó rơi xuống dưới đây và bị gọi là thiêu đốt ở bên dưới nha các bạn nha. Ok. Đấy, chỉ cần rơi ở đây nè, sau đó nó sẽ chạy từ 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 từ. Đó, con island golem nó sẽ bơi dưới này nè bạn. Sau đó nó sẽ từ 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 và nó sẽ rơi xuống dưới chiêu tổm. Đấy, và cuối cùng để có thể hoàn thành được cái máy này chúng ta cần đến một nguyên gì một nhân tố vô cùng gọi là quan trọng mọi người ơi, đó chính là một con zombie để có thể hoàn thành cái máy này nha. Ok thì bây giờ á mình phải đợi đến đêm thì mình mới có thể bắt được con zombie này, cho nên chúng ta hãy cùng nhau đợi đến tối nha các bạn. Ok hay, và trong lúc mà mình đợi gọi là trời tối để bắt zombie á bạn thì mình tạm thời sẽ xuống dưới gọi là ở bên dưới cái hang nhện để mình farm tí nhện nha. Bây giờ bạn coi nè, hiện tại giờ mình đang có 5 kinh nghiệm nha bạn. Giờ mình sẽ farm kinh nghiệm cho bạn xem để coi mình được bao nhiêu kinh nghiệm nha. Từ nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó. Ê, sao mỗi lần mà mình xuống dưới cái là đảo lại cầm cái cung nó dương lên ngắm mình ta. Ôi trời ơi. Thằng này láo thiệt. Cái bộ giáp của mình sắp hỏng mất tiêu rồi. Mình cần phải có kinh nghiệm để mình gọi là chế tạo bộ giáp bạn ạ. À. Ok, cho nên mình xuống đây giết nhện nha. Để coi được bao nhiêu kinh nghiệm đây. Hey, tính ra từ nãy giờ bạn tôi dưới đây tôi farm thì tôi chợt phát hiện ra một điều rằng là từ nãy tôi đợi lâu lắm rồi mà sao tôi chỉ mới farm được có khoảng 9 kinh nghiệm thôi bạn ơi. Năm đúng không, nãy là giờ tôi 14 nè, nãy là 5 nghĩa là 9 kinh nghiệm. Hồi nãy giờ chẳng lẽ được có 9 kinh nghiệm ta, chắc chắn là cu đạo đã gọi là farm của tôi bạn ơi. Nhóc này láo thiệt chứ, trời ơi trời, mình nhờ nó đứng đây nó canh giùm mình mà nó farm giùm mình luôn bạn ơi, vậy làm sao mình sửa đồ được đây. Hay, thôi không sao, cứ để nó ở đây thêm một tí nữa vậy, để mình tí nữa mình xuống mình kiểm tra lại sau. Cuối cùng thì trời cũng đã tối rồi các bạn ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi săn bắt zombie nha các bạn nha. Nhưng mà trước tiên để có thể bắt con zombie về nhà mà tránh trường hợp con zombie bị biến mất thì chúng ta cần có một thứ rất là đặc biệt. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Ở trên đây Phong có chuẩn bị một cái rương. Thì đây, đây là một cái rương mà mình đặt tên cho nó là rương đặc biệt không đụng vào. Các bạn biết tại sao không? Là bởi vì á đây là một cái server, cho nên á là sẽ có rất là nhiều anh em ở trong Hero Media vào đây chơi chung. Cho nên á sẽ có những thứ mà mình cần gọi là giữ lại để quay clip. Lỡ đâu anh em lấy anh em phá lum la thì coi như là mình sẽ không thể nào quay clip được, cho nên mình dùng cái rương đặc biệt này để mình tránh trường hợp anh em sẽ gọi là lấy nhầm đồ của mình. Ok, cái rương đặc biệt này có gì? Thì ở đây mình có hai cái nhãn ghi tên bạn ơi. Đấy, một cái á thì trong tập 1 các bạn có thể biết là bạn Đạo đã câu được và tặng cho mình. Còn một cái thì mình đi ở bên dưới khu mỏ bỏ hoang các bạn, mình đã lượm được. Nhưng tạm thời bây giờ mình dùng trước một cái đi. Ok, thì mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ đặt tên cho cái nhãn ghi tên này là gì vậy ta? Con zombie phải không? Con zombie bây giờ mình đặt tên cho nó là gì cho nó đẹp đẹp ta? À, mình sẽ đặt tên cho nó là ca mui mọi người ạ. À. Ok, đặt tên cho con zombie là ca mui. Ok, ca mui nè. Rồi, một tí nữa mình làm thêm một cái máy nữa, mình đặt tên cho con zombie kia tên là Mr. Dịch luôn, cho thành một đôi luôn các bạn ơi. Ok, rồi, chúng ta đã có được thẻ tát tên là ca mui. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi bắt zombie thôi.
bắt zombie tôi cần có cái xe đẩy nè, để tôi đi bắt con zombie nha. Ok, đi thôi, let's go. Để tránh trường hợp zombie sẽ bị gọi là ánh nắng đốt cháy thì chúng ta cần phải cho nó một cái bộ giáp các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Để tôi vô tôi chế cho nó bộ giáp. Đây, tôi sẽ chế cho nó bộ áo giáp nha các bạn nha. Đây, bộ áo giáp sắt luôn, cực kỳ xịn luôn. Zombie mà được mặc giáp sắt luôn là quá VIP, quá bro, quá xịn luôn rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ chạy vòng vòng đây để kiếm con zombie nha các bạn. Giờ ở trong đây nữa bạn, mình đặt một cái đèn bí ngô, mấy cái đèn bí ngô ở dưới đất như thế này rồi, cho nên zombie không thể xuất hiện ở trong đây được. Chúng ta cần phải ra ngoài. À đây đây, thấy rồi, một con zombie. Yeah, ở gần nhà mình luôn, quá đơn giản. Ok, zombie à, lại đây với anh nào. Come on, come on. Ok, mình sẽ lấy cho nó bộ giáp nè, sau đó mình sẽ chọi ra. Con zombie sau khi nó lại gần, nó sẽ lượm được bộ giáp và sẽ mặc vô. Ủa sao mặc đi, mặc đi. Ủa sao nó mặc, mặc đấy bạn. Ủa hai từ, trước tiên mình sẽ cho nó leo cái xe đẩy nó ngồi đã. Rồi ok, nó đang ngồi lên xe đẩy nè. Bây giờ thử chọi bộ đồ người nó coi nó có mặc không. Mặc vô đi bạn, mình tặng bạn bộ đồ mới á, mình biết bạn là zombie. Bạn zombie rồi, suốt ngày bạn mặc có mỗi bộ đồ mình tặng bạn, sao bạn không mặc bạn. Ủa, zombie này nó không chịu mặc đồ á bạn ơi. Thôi kệ đi, khỏi cho nó mặc đồ luôn. Tao cho mày gọi là khỏi mặc đồ luôn con. Tao để cho mày gọi là ở trên đó tao lấy cái mái che tao che mày lại thôi. Ok. Ok các bạn ơi, và sau khi mà Kairon gọi là đi sinh tồn một mình từ nãy giờ, Kai sinh tồn mình hả Kai? Mình đi sinh tồn 40 phút rồi các bạn ơi. Và bây giờ Kairon đã bị chết và mất hết đồ các bạn ơi, giờ quay trở lại trắng tay. Giờ ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Ok, thôi Kairon ở đây sống với bọn mình đi Kai, đừng đi đâu xa hết. Ok. Kai thấy cái cây không Kai? Bây giờ mình sẽ đẩy zombie vào trong đây các bạn ơi. Ủa cây này Rose sấy hả? Ừ anh sấy mà, nhưng mà hùng chặt gỗ. Ủa, đấy, cái này là cây phiên bản Halloween đấy, treo mấy cái đầu bí ngô rồi nữa nè. Đấy nhìn nó khá là đẹp. Ơ nhưng mà cây này hơi ít lá nha Ru. Cho thêm anh lá cho. Anh đi cắt lá nè, anh đi kiếm lá để cắt nè. Ok thôi giờ em phải đẩy zombie vô trong đây mới được. Đây con zombie đây, mình sẽ phải đẩy zombie lên trên. Cái này hơi mệt nha, tại con zombie nó sẽ đánh mình các bạn ơi. Oh no. Đó. Ui mình đẩy. Ui tính ra mình đẩy nó bằng cái xe được luôn hả? Wow hay vậy. Ok. Ê nó cắn mình. No. Trời con zombie này nó hung dữ quá bạn ơi, nó cắn mình. Ok, đây là đập cái cục này ra để cho con zombie trôi vô. Ê zombie nó đang bay thuyền á bạn. Ây da. Oh no, nó đang đánh mình. Ây da, đâu á. Ê cho tao ra, cho tao ra. Ui xin lỗi zombie, xin lỗi. Rồi, xin lỗi được chưa? Tao không chiếm chỗ mày nữa, mày vô đi. Ok, rồi, con zombie đang bay thuyền vô nè bạn. Nhìn bữa vãi. Ok, đi vô đi bạn. Đấy, rồi con zombie đã vào trong rồi. Bây giờ tiếp theo nữa bạn biết là gì không? Lắp mấy cái này lại. Ok. Rồi, bây giờ đến phần khó nhất nè bạn. Cái phần khó nhất này là gì bạn biết không? Là làm sao để cho con zombie nó có thể đứng vào trong cái vạt được. Đây, mình sẽ lấy cái cúp ra nè. Sau đó mình sẽ canh cái xe đâu rồi. À đây, cái xe này. Sau đó mình sẽ đập cái xe đi. Ui, chết, quýnh lộn như con zombie rồi. No. Chết, zombie của tôi cái là toan luôn á. Ok, tôi sẽ đập dưới đây đi. Đập dưới đây. Không biết chúng zombie hiểu hay chúng cái xe đây. Ok rồi, chúng cái xe. Ui, zombie thoát ra ngoài rồi. No, zombie thoát ra ngoài rồi. No. No, zombie ơi, đi vô trong, vô trong, zombie ơi, vô trong. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm em ơi. Đi ra ngoài làm gì, rất là nguy hiểm. Em cần phải núp ở trong đây, đừng đi ra ngoài. Oh no, con zombie ngu ngốc này nó không vào trong mấy bạn ơi. Mình đẩy mãi nó không vào trong cái vạc. No. No, zombie. Hey, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mấy bạn ơi. Sau khi con zombie của mình đã bị mình chính tay mình tiêu diệt, đập chết nó, cho nên bây giờ trời mưa luôn rồi mấy bạn ạ. Tại vì ông trời gọi là đang khóc xót thương cho mình đó mấy bạn ạ. Hey, buồn quá rồi. Ủa anh tưởng đâu em đang gọi là miêu tả hoàn cảnh của Kai. Ở kìa, Kairon là Kairon chơi ngu, Kairon tự bị quái vật tấn công chết đúng không Kai? Đâu có bạn, mình bị tạt chết luôn. À té chết hả? Ừ cái đó tại Kai rồi. Mấy bạn biết không, Kairon vào đây, Kairon quyết định sinh tồn một mình để khiêu chiến với mình và Siro. Nhưng cuối cùng Kairon lại bị té chết. Xong Kairon quyết định quay trở về đây sống chung với mình và Siro. Hay lắm. Hay lắm Kai ạ. Ôi chết, cái nón mà sắp hư rồi, không được được. Mình phải lấy ra. Ok. Hey, bây giờ mình phải đi kiếm một con zombie khác các bạn ơi. Không thôi là trời sáng là sẽ hết, không còn zombie nào đâu. Nhưng mà tại sao từ nãy giờ mình toàn thấy nhện, skeleton với creeper không à? Không thấy con zombie. À đây, zombie đây rồi. Mới nhắc. Rồi zombie, tao nè, đi theo tao nhanh lên. Ok. Hey, mấy bạn biết không, hồi nãy thì mình đã tìm hiểu lại rồi. Thì không nhất thiết là mấy bạn phải bỏ con zombie trong vào trong cái vại làm cái gì. Mấy bạn chỉ cần gọi là bỏ nó ở trên cái xe thôi cũng được nha. Cho nên là lần này mình nghĩ rằng mình sẽ thành công. Ok. Nhưng trước tiên mình phải dẫn zombie về nhà đã. Đi theo anh nào zombie, nhanh lên. Rồi, dẫn hai zombie về tới nhà đó bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái xe ra, mình sẽ bắt con đầu tiên vào nha. Vô đây. Vô đây, lại đây, ngon vào đây. Ngon vào đây. Bạn ngon, bạn ngồi đây. Ây da. Ôi, nó quýnh mình các bạn ơi.
Ngồi lên xe đi. Ngồi lên xe. Yes, một con đầu tiên. Còn một cái xe. Ủa rồi xong hết xe rồi. À đây, có cái xe rồi. Yes, ok, có cái xe rồi. Quay lại. Zombie à, tao bên đây nè. Qua đây đi nào. Lại đây. Ok. Con zombie này thì mình sẽ nhốt lại để làm cho cái máy thứ hai nha các bạn nha. Ok. Hey, lại đây. Con lại đây. Yes, ok, bắt được rồi. Trời ơi, mệt cho mấy con zombie này ghê luôn các bạn. Ok. Con zombie này thì mình sẽ lấy đất mình che nó lại để gọi là ánh nắng không đốt được nó nha các bạn. Một tí nữa mình sẽ dùng con này để chế cái máy thứ hai. Ok. Đắp lại thế này. Đấy, anh che cho mày, anh xây cho mày một cái máy che để không cho ánh nắng chiếu vào người mày. Anh thương mày đến như vậy còn đòi gì nữa hả zombie? Ây da, con zombie này nó cắn mình liên tục bạn ơi, nó không cho mình lại gần để đẩy nó lên. Ok, lên mày. Lên. Ok rồi, lên rồi. Ôi trời ơi, tính ra trời tối xây dựng cũng khó ghê luôn các bạn. Rồi con zombie lên rồi nè. Bê thuyền vào đó đi cưng. Ok, đúng rồi, bê thuyền vào đó, đúng rồi, ngoan. Đây. Nó đánh mình hoài bạn ơi, xém nữa là hư đồ mình luôn rồi, hư bộ giáp mình luôn á. Ok, rồi. Đi vô đây. Đấy, con zombie đang trôi từ từ vào trong đây mọi người ạ. À. Đấy, rồi, ok, đúng vị trí rồi đó. Ngồi im đó cho tao, không được đâu hết. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái này ra. Rồi. Ok, xong. Thế là con zombie đã được ở chỗ này an toàn mọi người ạ. À. An toàn rồi. Lắp cái nước lại, chặn cái nước lại. Đấy, ok. Xong. Bây giờ á thì mình sẽ dọn dẹp xung quanh đây nha các bạn nha. Rồi, ok bạn ơi. Sau khi mà mình đã dọn dẹp xong hết tất cả chỗ này rồi thì chỉ còn có đường ống nước này để một tí nữa mình dẫn thêm một cái máy nữa lên trên đây thôi. Đấy, thì con zombie đã được gọi là cố định ở giữa cái bầu trời như thế này rồi các bạn ạ. À. Đấy, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì các bạn biết không? Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cho nó cái thẻ tát hồi nãy. Đây, tên là Camui nè. Trời ơi, cái thẻ tát tên Camui gắn cho con zombie này. Ok. Rồi, gắn vô người đó. Lít. Đó, vậy là con zombie này đã có tên là Camui bạn ơi. Hồi nãy mình tính cho nó cầm bông hoa nhưng mà tự nhiên không, nó tìm lụm cái cục gạch làm gì thiệt. Thời tức ghê á. Ok bạn ơi, và tiếp theo bạn để có thể gọi là xây dựng cái chỗ mà để tiêu diệt mấy con Island Golem khi mà nó được triệu hồi ra thì chúng ta cần phải có lava. Nhưng mà khi cần đến lava thì chúng ta sẽ phải cần nhảy xuống dưới gọi là hang động hoặc là địa ngục để lấy lava, cho nên sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải có một bộ giáp thật mạnh. Nhưng mà bộ giáp của mình thì lại gần hư mất tiêu rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải nhảy xuống để mình giết mấy con nhện để mình lấy kinh nghiệm để mình enchain giáp các bạn ơi. Ui coi bộ hơi bị nhiều rồi đó bạn. Ok, bây giờ hiện tại là mình đang có 15 kinh nghiệm nha. Để coi lần này sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm đây. Let's go. Ok, và chúng ta đã được 33 kinh nghiệm mấy bạn ơi. Có nghĩa là chúng ta kiếm được thêm 18 kinh nghiệm nữa nha. Thực sự là cái lòng farm nhện này nè, 18 kinh nghiệm vẫn chưa nhiều lắm đâu. Mình muốn á, là sắp tới á, mình sẽ làm thêm cả mấy farm ngọc Ender nữa để có thể kiếm được nhiều gọi là kinh nghiệm hơn khi giết mấy con Enderman nha bạn nha. Ấy nhưng mà thôi, 33 kinh nghiệm chắc cũng đủ để sửa lại cái nón của mình. Cái nón của mình với đôi giày của mình sắp hư rồi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ sửa lại cái nón của mình trước các bạn ơi. Cái nón của mình sắp hư mất tiêu rồi. Còn một chút nữa đã hư luôn rồi. Thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là hô hấp nè. Hô hấp này hình như là bơi dưới nước thì chúng ta sẽ được gọi là được thời gian thở dưới nước lâu hơn thì phải. Cái này chắc là sẽ cần thiết nè. Ok, mình sẽ dùng cái hô hấp nha. Khoan từ để xem còn gì hay hơn nữa không. Sải bơi dưới nước là bơi nhanh hơn nè. Ui nhiều thứ xịn phết. Rồi đầu tiên là mình sẽ lấy cái hô hấp trước nha bạn nha. Dùng cái hô hấp nè. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ là chậm hỏng nè. Bảo vệ sát thương khi rơi. Đôi giày thì vẫn chưa xịn lắm. Bảo vệ khỏi lửa. Bảo vệ khỏi lửa hả? Cái quần mình có bảo vệ khỏi lửa chưa? Ồ, bảo vệ khỏi lửa level 4 luôn rồi. Khá là mạnh rồi. Bảo vệ khỏi lửa cho cái áo hả? Wow, cái áo thì bảo vệ khỏi lửa mình nghĩ là chắc cũng không cần lắm đâu. Mình nghĩ rằng là cái đôi giày của mình sắp hư rồi, mình sẽ sửa đôi giày đi. Ok, ưu tiên cho đôi giày các bạn ơi. Có phần chậm hỏng nè. Chậm hỏng thì vẫn còn hơi gọi là gà nha, vẫn chưa gọi là mạnh lắm nha, vẫn chưa xịn lắm. Nhưng mà thôi, cứ kệ. Đôi giày á thì mình sẽ dùng khá là nhiều ấy. Ok mà thôi, cứ dùng chậm hỏng đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại bộ đồ cho mình. Mình sẽ lấy đôi giày với lại cái nón ra sửa trước. Bỏ cái nón này vô. Chúng ta cần 8 kinh nghiệm để có thể sửa được cái nón này. Thì bây giờ mình sẽ đổi ngược lại coi được bao nhiêu. 24 kinh nghiệm thì thôi, 8 kinh nghiệm là sẽ ít hơn nè. Ok, lấy 8 kinh nghiệm. Ok. Rồi bỏ đôi giày vô sửa tiếp. Bỏ giày vô. Cần 12 kinh nghiệm, đổi ngược lại là cần 16 kinh nghiệm. Vậy thôi 12 kinh nghiệm vẫn ít hơn. Ok, lấy sửa. Ok. Giờ đôi giày của mình đã sửa xong. Với lại cái nón của mình đã sửa xong. Chỉ còn có cái quần với cái áo thì nó chưa bị hỏng nhiều cho nên mình sẽ để sửa sau nha các bạn nha. Ok. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục gọi là làm tiếp mấy farm sắt hay nào các bạn. Ok, mình vừa mới lấy mấy cái xô các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới bằng cái cổng địa ngục của anh Siro mới vừa xây nha các bạn nha. Xuống dưới địa ngục để chúng ta cùng nhau gọi là lấy lava đem về nhà. Ok. Rồi xuống dưới nè.
coi coi ở chỗ này có chỗ nào có lava không. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới xuống địa ngục, tôi hơi bị sợ bạn ơi. Bên dưới địa ngục là thường hay gặp mấy con heo zombie. Đây đây mấy con này nè, đấy không, nó lại nhào vô đánh mình nữa bạn. Trời ơi, cái con mà anh sợ với dưới địa ngục là cái con heo mà bốn chân á, xong rồi cái đôi như cứ ủi ủi mình á. Ôi con gát anh ơi, lại con gát đó nè. Từ đây bắn bắn gát á. Ui mày hả mày, chết đi con. Ok, em chỉ sợ là em đang đứng gọi là múc lava, cái tự nhiên có con nào đập em cái em rơi xuống dưới rồi anh. Ok bạn ơi, mình thấy bên này có vẻ an toàn hơn nè bạn. Đấy, chỗ này an toàn nè, chỗ này an toàn nè. Xuống đây được, xuống đây được. Ok, xuống đây. Múc, 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 múc. Ok, mấy xô như thế này thôi là đủ rồi. Đem về, đem về, đem về. Ui trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Chưa gì mà đã có một con Island Golem được triệu hồi ra nè bạn ơi. Mặc dù là mình còn chưa để cho mấy con dân làng nhìn thấy con zombie nha. Rồi trời, kiểu này con nó đang đứng nhìn con zombie kìa bạn. Nó mà đánh con zombie một phát là coi như là mất con zombie của tôi luôn á. Zombie này đã được gắn thẻ tát rồi, không có thể nào mà để cho nó quýnh được đâu. Thẻ tát rất là khó kiếm chứ không hề dễ kiếm tí nào hết. Cho nên nếu như con zombie này bị quýnh chết thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình mà con Island Golem nó khỏe lắm, mình mà đụng vô người nó đập mình một phát là mình chết luôn á. Cho nên mình phải đẩy đẩy nó ra xa xa nè, sau đó mình sẽ đập cái lắp này đi. Bụp. Rơi xuống đi mày. Ui, no, nó sẽ quýnh con bên dưới. Không. Ui, mà sao nó quýnh? Ui, mày quá, nó bỏ đi rồi, nó bỏ đi rồi các bạn ơi. Nó bỏ đi qua bên kia rồi, nó không quýnh. Ui, trời ơi, mày thế. Rồi, bây giờ nè, Island Golem sẽ xuất hiện ở trên đây đúng không? Thì bây giờ ví dụ tính trường hợp mình là con Island Golem đi thì mình sẽ bị đẩy ra ngoài đây. Sau đó mình sẽ rơi xuống, hình như là rơi thẳng xuống thì sẽ xuống hồ nước dưới này. Ok. Rồi, vậy là hồ nước dưới này sẽ là chỗ mà con Island Golem sẽ rơi xuống các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cần phải xây lava bên dưới này nha. Oh wow, mấy bạn ơi, bạn hãy nhìn trên bầu trời kìa. Những con Phantom đã tấn công gọi là ngôi làng của chúng ta rồi. Và đang tấn công Siro. Siro không có nổi một mảnh giáp che thân nữa. Mình sẽ bảo vệ Siro mọi người ạ. Lại đây nào, mấy con Phantom. Rồi, hụt rồi. Rồi, xong nó cắn rồi. Mày hả mày, một con dính. Rồi chết rồi, chết rồi. Đây, mình sẽ giết nó để mình lấy da của nó. Để mốt mình có cánh của Ender thì mình sẽ có cánh mình dùng. Ôi trời, sao tôi bắn dở quá ta. Chết mày chưa con. Ủa, sao nó không rơi da đâu. À, đâu biết đâu. Tùy okay con à. Trời ơi trời, sao có con rơi da con không vậy buồn vậy. Ok bạn ơi, và mình vừa mới xây xong cái hệ thống mà gọi là để có thể tiêu diệt những con Island Golem khi mà bọn nó từ trên kia rơi xuống dưới đây. Thì ở đây các bạn thấy nè, là mình có xây bằng gọi là cái khối màu đen như thế này, sau đó mình lắp thêm mấy cái đèn bí ngô vô cho nó sáng cho đẹp mọi người ạ. À, ấy, và ở đây mình có chuẩn bị cho mình là những cái tấm biển gỗ với là những cái xô lava nữa bạn. Bạn biết để làm gì không? Đây mình sẽ làm cho bạn xem nha. Thì đầu tiên á, mình cần phải lấy cho mình gọi là cái tấm thủy tinh đã. Hồi nãy mình có làm một tấm thủy tinh nè. Để làm gì bạn biết không? Là để chúng ta gọi là đứng bên ngoài, chúng ta có thể nhìn thấy được con Island Golem nó bị những cái tấm, nó gì? Nó bị cái máy của chúng ta tiêu diệt như thế nào để cho nó đẹp hơn nha. Rồi ok, mình đã lắp lại xong rồi nè. Tiếp theo nữa mấy bạn hãy dùng cho mình những cái bảng nha các bạn. Mấy bạn biết cái bảng này để làm gì không? Là để chúng ta có thể gọi là chặn lava các bạn. Thì con Island Golem á, nó có cái độ cao, chiều cao của nó là đến tận gọi là 3 block lận. Cho nên là mấy bạn chỉ cần đặt những cái bảng này vào, sau đó bạn đổ lava phía trên, thì những con Island Golem khi mà nó bị rơi xuống dưới các bạn thì nó sẽ bị cháy lava. Và khi nó bị cháy lava thì nó sẽ bị gọi là tiêu diệt. Đấy, và bị tiêu diệt xong thì nó sẽ rơi ra sắt đúng không? Tại vì người sắt thì phải rơi ra sắt chứ còn rơi ra cái gì nữa đúng không? Đấy, và sắt sẽ được gọi là những cái hopper bên dưới này nè lụm vào và sau đó vào trong những cái rương bên dưới. Đấy, nghe thôi là thấy xịn này đúng không? Xịn xò con bò cười đúng không? Hiện tại là Phong chỉ mới xây ở trong cái này là cái phòng sơ sài hay thôi. Ôi, Phong nghe tiếng của con Phantom mấy bạn ơi. Đây, ở trong đây nè, Phong chỉ mới xây sơ sài thôi chứ Phong chưa trang trí gì hết. Mà Phong sẽ trang trí sau nha các bạn. Rồi, ok bạn ơi, mình đã đặt xong gọi là cái đống gì ta. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Biển, mấy cái biển gỗ nè. Bây giờ chúng ta sẽ đập cái này ra. Rồi, tiếp theo sẽ là phần quan trọng nhất, đó chính là phần đổ lava ở bên trong mọi người ạ. À. Đổ lava thì chắc là mình sẽ đổ từ trên cao xuống đi cho nó an toàn các bạn ơi. Chứ đứng này thì hơi nguy hiểm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổ lava lên nha các bạn nha. Đổ này, ok, bên đây nữa. Rồi mấy bạn yên tâm nha, mấy cái biển này á mấy bạn, mặc dù là mình không hiểu sao biển gỗ nhưng mà nó lại không bị lava đốt cháy mọi người ạ. À. Mình cũng hiểu luôn logic game phải nồi. Ok, đây. Mấy bạn yên tâm là nó sẽ không bị lava đốt cháy đâu nha. Cho nên các bạn cứ dùng thoải mái, không lo gì hết. Ui, wow. Ủa, con Phantom nó xuống đánh mình các bạn ơi. Tôi lấy cái cung của tôi rồi. Chết rồi, tôi bỏ cái cung tôi trong nhà rồi. Oh no. Xuống đây mày, tôi cho mày vô lava luôn. Nấu mày thành nồi lẩu luôn. Ok. Tiếp theo nữa là đổ ở đây. Mình sợ bạn ơi, đang đổ mà nó đánh mình cái mình rơi xuống lava cái là xong luôn các bạn. Oh no. Trời ơi, ở đâu răng Ripper trời, no.
Cái gì mà ở đâu đang dipper nổ mình vậy? No, trời ơi, may quá, may bộ giáp của mình xịn, không thôi là mình đã bị chết bên dưới lava rồi. Trời luôn á, cay dữ à, đâu ra con creeper trời đang xây mà. Ai, trời ơi, tôi cay quá bạn ơi, từ nãy giờ xây biết bao nhiêu lâu xong một con creeper nó nổ cho một đùng một phát. Thế là bây giờ phải làm lại, trời ơi là trời, con creeper mất dạy. Thôi mà không sao, cũng may là nhà mình vẫn còn dư hopper với lại là gỗ để mình còn làm lại chứ thôi là toang luôn rồi. Ok, phải làm lại thôi bạn. 2000 years later. Ok, so cuối cùng đổ vào sau đó lấy kính lắp lại. Đấy. Xong chưa, xong chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Ai, ok mấy bạn ơi, chắc là như thế này là coi như là đủ rồi nè. Hoàn thành rồi. Yes. Ok. Bên dưới này thì mình sẽ trang trí lại sau, bởi vì dưới này mình sẽ xây một cái căn phòng thật là đẹp và một cái hệ thống gọi là để lụm sắt nữa. Nhưng mà mình sẽ trang trí lại sau nha bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ lên xem thành quả của chúng ta đây. Rồi, ok bạn ơi. Và mình vừa mới đập mấy cái cục đá để che mấy con dân làng lại bạn. Thì mấy con dân làng sau khi bị đập mấy cái cục đá che ra thì mấy con dân làng nó sẽ nhìn thấy được con zombie này. Và nó sẽ rất là hoảng sợ, nó sẽ chạy qua chạy lại liên tục và nó sẽ la lên rằng là anh Alan Golem ơi, cứu em với. Đó, và ngay lập tức những con người sắt sẽ được triệu hồi ở trên đây và nó sẽ rơi xuống dưới đây. Đó, rơi xuống cái hố lava này và chết nha mấy bạn nha. Đó, và sau đó chúng ta sẽ lấy được sắt của những con Alan Golem, những con người sắt. Ấy, ui, đây mấy bạn nhìn thấy không nè, có mấy con bị rơi xuống rồi nè. Yes, ok. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là gì? Đơn giản thôi, là chúng ta sẽ dọn dẹp cái cây cột này đi là xong. Ok, dọn dẹp thôi. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới để xem coi cái máy farm sắt của chúng ta sẽ làm việc như thế nào nha bạn nha. À, thì mình sẽ không nói cho bạn biết là hồi nãy mình chơi ngu, mình bị một con Island Golem nó đánh mình xong mình rơi xuống và sau đó là mất cái đôi giày với cái nón đâu. Ừ, mình sẽ không nói điều đó đâu. Trời ơi, khổ ghê luôn bạn. Hồi nãy có một con Island Golem nó đứng ở trên bờ, thế mình quýnh nó cái xong nó đánh mình văng xuống lava và mất hết đồ luôn bạn ơi. À không, không phải mất hết mà chỉ mất có đôi giày với cái mũ thôi. Ồ, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, một con Island Golem nó bị rơi xuống dưới và nó đang bị thiêu cháy bạn ạ. À, và sau khi mà nó chết thì nó sẽ để chúng ta rất là nhiều sắt. Trời, mấy cục này đâu đây vậy? Hồi nãy hình như mình vứt rác nó nằm dưới đây vậy. Từ để mình quăng vô đây lại. Đây, lấy ra, lấy ra, ra. Đấy, mấy bạn nhìn này, được rất là nhiều sắt và hoa luôn bạn ơi. Wow. Và những cái sắt này nè các bạn, chúng ta chỉ cần gọi là ở trong phòng tầm gọi là một tiếng đồng hồ thôi, chúng ta có thể được full rương luôn các bạn, cực kỳ nhiều sắt luôn nha. Ồ, đó thấy không, lại thêm con rơi xuống đó nè. Đấy, hai con luôn. Đấy, rơi liên tục như thế này chúng ta sẽ liên tục có sắt các bạn ơi. Ok, quá xịn. Và bây giờ các bạn thì mình nghĩ rằng là mình sẽ trang trí lại cái căn phòng này một tí nha. Mình sẽ đập căn phòng này ra, trang trí lại. Và sau đó là mình sẽ trang trí ở phía trên đây luôn. Đó, để cho nó đẹp nha bạn. Ok, thì để trang trí cái máy farm sắt này á, thì mình nghĩ rằng là máy farm sắt thì chúng ta nên trang trí cho nó là bằng bằng gọi là màu trắng đúng không các bạn? Trang trí màu trắng thì sẽ là đẹp nhất. Cho nên là mình sẽ quyết định mình sẽ xây ở đây một con người tuyết nha các bạn nha. Để mình lấy tuyết để mình trang trí nha. Đấy, mà màu trắng thì sẽ có khói tuyết. Khói tuyết là cái khói dễ nhất rồi. Ok, mình sẽ lấy một ít tuyết nè. Để ở đây, sau đó để con người tuyết ở đây. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là đứng đây đào tuyết thôi bạn ơi. Ok, và mình sẽ làm cho mình mấy cái sản nha. Ok, cũng được kha khá tuyết nè các bạn. Mình nghĩ là bây giờ nhiêu đây tuyết là có vẻ là vẫn chưa đủ đâu. Mình sẽ để cho đào là đào tiếp nha các bạn nha. Ui, con nhện, con nhện, con nhện. Mày hả nhện, ok. Rồi, ok, để mình xem coi trang trí như thế nào đây. Ồ, cái hố lava này khá là nguy hiểm mấy bạn ơi, cho nên chúng ta cần phải gọi là xây một cái gì đó để che nó lại, để tránh gọi là có người bị rơi xuống dưới hố lava mọi người ạ. Rất là nguy hiểm luôn. Ok, mình sẽ xây như thế này. Rộng ở bên đây. Ok, sau đó là xây ra ngoài đây. Đấy, mình sẽ xây một cái hình vuông như thế này. Và tiếp theo nữa là mình sẽ gọi là cái gì ta, trang trí nó lại cho nó giống một cái nhà máy sắt đẹp đẹp một tí. Ồ, mày thấy không, mấy con Island Golem lại rơi xuống nữa kìa. Rơi xuống liên tục luôn, là mấy bạn sẽ có sắt liên tục mà xài luôn bạn ơi. Quá xịn. Ui, Ripper. Trời ơi, tôi nghe tiếng xì của con Ripper bạn ơi. Xém nữa là nổ banh cái chỗ này của anh rồi. Trời ơi, ok. Ai chà, mấy bạn ơi, mình chợt nhận ra một điều rằng là hồi nãy mình bị con Island Golem nó đánh rơi xuống lava các bạn. Và mình mất luôn cái cây sản kim cương VIP của mình rồi. Trời ơi, cây sản VIP của tôi mất tiêu luôn các bạn ơi. Nhưng mà thôi, không sao, xây được cái máy farm sắt hy sinh tí đồ cũng không sao. Ok, thôi bây giờ mình sẽ trang trí tiếp nha. Rồi, ok các bạn ơi. Và sau gọi là hơn 10 tiếng đồng hồ, mình phải nói chính xác là hơn 10 tiếng đồng hồ mọi người ạ. À, là bởi vì là mình đã xây cái máy này
vào lúc hình như là 12 giờ trưa cho đến tận bây giờ là khoảng 10 giờ tối mọi người à. Trời ơi, mình đã xây trong vòng hơn 10 tiếng đồng hồ luôn nha các bạn nha. Thì mình mới bắt đầu xây xong được cái cỗ máy này. Thứ nhất á là mình đã xây xong cái máy gì ta, sản xuất sắt ở trên kia. Còn bên dưới đây thì mình đã xây một cái khu để có thể gọi là nhận sắt mọi người à. Đấy, mình có xây nguyên hình cái cục sắt đây nè. À. Đẹp không? Đấy, rất là đẹp đúng không? Ok các bạn nhìn kìa, có một con golem nó mới rơi xuống kìa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái nhà máy sản xuất sắt của mình như thế nào nha các bạn. Nhà máy sản xuất sắt nha. Ok. Rồi từ bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nè. Chỗ này mình để một cái chỗ để mình đi lên đi xuống mọi người ạ. À. Đấy. Thì bạn mới vừa thấy là có một con golem nó mới vừa bị rơi xuống đây đó bạn, và nó sẽ bị cháy nha các bạn nha. Và khi nó bị cháy thì nó sẽ chết và những cái sắt và hoa của nó sẽ rơi vào trong cái này. Và rơi vào trong đây là sao nữa? Nó sẽ chạy vào bên đây và có một cái máy ở đây nè bạn. Cái máy này nó sẽ bắn vật phẩm ra ngoài kia và nó sẽ truyền lên chip lên phía trên nha các bạn nha. Đây từ bữa mình lên cho bạn xem đồ phía trên. À đây mấy bạn ơi, chỗ này nó có một cái con golem nó mới vừa bị rơi xuống nè. Đây mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ như thế nào nha. Đây, con golem nó sẽ bị lava đốt nè. Và sau khi nó chết thì sắt sẽ được đưa vào đây. Và khi sắt đưa vào trong đây thì nó sẽ được bắn ra ngoài đây nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Sắt nó rơi nè. Đấy. Và sau đó nó sẽ được truyền vào trong kia và bay lên trên. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho các bạn xem nhà máy sản xuất sắt của mình. Ok, đây nhà máy sản xuất sắt rất là đẹp. Bước trong đây chúng ta sẽ được đi vào trong. Chỗ này là chỗ những con golem nó sẽ rơi xuống nữa bạn, thì mình có che lại bằng một cái hàng rào sắt. Ok, còn bên này chính là phần sắt nữa bạn. Thì cái phần sắt này bạn đang thấy là hiện tại đang có rất là nhiều sắt ở đây luôn. Đấy, quá trời luôn. Nói chung là cái máy này á chỉ có một máy thôi, cho nên nó chỉ mới ra được cái nhiêu đây thôi. Nhưng mà nhiêu đây chắc còn cũng nhiều, khá là nhiều rồi đó các bạn nha. Ok, mình chỉ hy vọng là một ngày nào đó mà mình gọi là có rảnh thời gian nhiều hơn, mình sẽ xây lần 2-3 máy luôn để mình có thể được nhiều hơn. Ok, còn bên đây là hoa mọi người ạ. Bên đây là hoa mà mấy con golem làm rơi xuống nè. Đấy, rất là nhiều luôn. Ok, vậy là từ bây giờ chúng ta đã có được một cái máy farm sắt để chúng ta có thể làm bất cứ những cái chuyện gì mà chúng ta muốn mà nó cần đến sắt nha các bạn nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Thật sự video này là một cái video Phong quay rất là mệt, cực kỳ mệt luôn. Là bởi vì là các bạn nhìn Phong đi, các bạn nhớ đầu video là Phong full giáp kim cương đúng không? Cuối video Phong mất hết giáp luôn các bạn ơi. Là bởi vì có rất là nhiều pha Phong đang xây bị mấy con zombie tấn công rồi bị té từ trên cao xuống, cho nên là cũng hỏng hết giáp rồi. Giáp giờ Phong cất hết trong nhà rồi, để sắp tới Phong sửa nó lại các bạn ạ. À. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Và nếu như bạn có những cái thử thách nào muốn thử thách mình trong cái series sinh tồn này nữa thì nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha. Mấy bạn đừng ngại ngùng mà hãy gọi là để lại bình luận của bạn ở bên dưới cho mình nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, tạm biệt.